Dạ, Đỗ Thanh chào cả nhà mình ạ. Chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh, chuyên review đất chính chủ, sổ sách pháp lý an toàn, giá không ảo, không kê, hình ảnh thực tế. Hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một mảnh nhà vườn cây ăn trái nằm tại vị trí là ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thì hiện tại trước màn hình quý cô chú anh chị mình đang quan sát là một vườn cây chôm chôm được chính chủ trồng cũng như đã được vào thu chính, và mặt tiền của mình ở đây là mặt tiền lộ nhựa đường liên xã. Với toàn bộ một mảnh nhà vườn cây ăn trái, tổng diện tích của mình là 1,7 ha, có mặt tiền lộ nhựa cách khu dân cư gần và chủ nhà bán chỉ có 73 triệu trên 1.000 m². Thì Thanh mời cả nhà cùng theo dõi với em. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển từ ngay ở ngoài mặt tiền đường DT trường học để di chuyển vào cho cả nhà cùng xem được mặt bằng căn nhà với em. Vì căn nhà hôm nay Thanh quay sẽ nằm cách trường chợ Trạm chỉ vài phút đồng hồ thôi. Bây giờ cả nhà cùng ra ngoài đường DT để quan sát trước và Thanh sẽ di chuyển tiếp vào trong căn nhà nha. Dạ thì lúc này là Thanh đứng ở ngay trong vị trí của mảnh đất nhà vườn trái cây, quay cho cả nhà mình cùng xem. Và đồng thời bây giờ là Thanh đang đứng ở ngay cái đường để đi vào trực tiếp lô đất, đồng thời sẽ là đường DT 759B. Và con đường Thanh đang quay ở đây là con đường liên huyện, liên tỉnh, di chuyển từ các tỉnh thành xuống với thành phố Hồ Chí Minh. Thì cụ thể lô đất hôm nay Thanh quay, nếu mình di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 150 km, và xuống Bình Dương sẽ là 101 km. Còn từ đây để mình di chuyển lên cụm trung tâm huyện sẽ dao động khoảng là 4 km cả nhà. Từ ngay cái đầu đường DT để di chuyển vào trong mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay sẽ là Bách Hóa Xanh, chợ của Tân Tiến, đồng thời là khu buôn bán Sầm Uất. Di chuyển theo con đường thẳng mà Thanh đang di chuyển ở đây sẽ vào trường học 1, 2, 3 thuộc của Tân Tiến, cũng như là đồng thời đường DH05 trục chính của lô Tân Tiến hôm nay Thanh quay. Bây giờ thì cả nhà cùng di chuyển để vào sở hữu một mảnh đất nhà vườn. Chủ nhà cần tiền gửi tụi em quay bán với cái giá cực kỳ rẻ. Mọi thông tin cả nhà sẽ liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để em được phục vụ cũng như gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị gần xa. Ngoài ra cả nhà có thể ủng hộ cho Thanh một nốt like, một nốt chuông cũng như nhấn một nút đăng ký để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày, rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Con đường mà Thanh đang di chuyển ở đây để di chuyển thực tế vào trong lô đất sẽ dao động vào bán kính là 3,3 km. Mình chạy đúng trên một con đường thẳng, không có rẽ vào đường nào hết nha quý cô chú anh chị mình. Và chạy trên con đường của mình sẽ có trường học 1, 2, 3 cũng như hàng quán tạp hóa. Thì với một lô đất mặt tiền lộ nhựa, nhà cửa, vườn cây ăn trái sổ sẵn mà chủ nhà bán chỉ có 1 tỷ 300 triệu hết toàn bộ 17.900 m² mà Thanh đang quay ở đây, thì chia đất xào ra chỉ có 73 triệu trên 1.000 m², thì Thanh thấy rất chi là phù hợp để quay cho cả nhà mình theo dõi. Dạ thì bây giờ cả nhà sẽ di chuyển từ đây để đi vào trong căn nhà của mình, chỉ dao động có 200 m nữa thôi. Đó, một mảnh đất nhà vườn nằm ngay mặt tiền lộ nhựa, cáp điện wifi trục chính rất chi là tiện. Dạ đây thì hiện tại là Thanh đã di chuyển tới vị trí lô đất rồi nè quý cô chú anh chị mình. Dạ thì vừa rồi là Thanh vừa di chuyển toàn bộ ở ngoài đường DT vào cho cả nhà cùng theo dõi với em. Còn bây giờ ở đây là Thanh đã di chuyển vào tới trong đất, và đây là cái mặt tiền lộ nhựa mà cả nhà mình sẽ sở hữu được. Đó, và đây là lô đất Thanh quay cũng như xung quanh đã giáp nhà dân, nhà hàng xóm của mình đầy đủ, và cáp điện wifi của mình ở đây là hiện hữu nha quý cô chú anh chị mình. Thì cụ thể lô đất hôm nay Thanh quay tổng cây chôm chôm của mình trồng ở đây sẽ dao động được từ 70 tới 80 gốc, và gốc chôm chôm của mình ở đây giống là giống thường nha quý cô chú anh chị mình. Tiếp tục nữa mình sẽ sở hữu được khoảng là 3 sào tràm, và tổng tràm và chôm chôm của mình là 8 sào, thì mình còn 9 sào còn lại của mình thì sẽ thuộc là đất điều và đất trống. Còn căn nhà mà Thanh đang quay thì sẽ là nằm ngay ở trên vị trí của vườn chôm chôm Thanh đang quay ở đây. Cả nhà mình cùng để ý nè, bây giờ là đang vào mùa chôm chôm rồi. Đó, chôm chôm của mình cũng bắt đầu ra bông và cho đậu trái rồi nha quý cô chú anh chị mình. Đó, đây ha quý cô chú anh chị.
Còn ranh giới của mình, hình ảnh video thanh quay hoàn toàn là thực tế. Thì quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính chủ cũng như kiểm tra qua toàn bộ sổ sách pháp lý rõ ràng. Bây giờ thì cả nhà cùng ra đây để quan sát con đường trước với em. Tí nữa Thanh sẽ di chuyển từ đường trước ra đường sau để cả nhà cùng nắm bắt và theo dõi rõ hơn ha. Đó, đây là lúc nãy cái đoạn mà Thanh vừa di chuyển tới để cho cả nhà cùng thêm về con đường cũng như đường đi lối lại. Thanh quay lúc này là hơn 12 giờ trưa cả nhà, cực kỳ là nắng luôn. Nhưng mà do cái nguồn này thì Thanh thấy phù hợp cũng như đẹp thì Thanh sẽ quay để cho cả nhà cùng theo dõi với em. Tính từ vị trí của tay Thanh chỉ đây thì từ đây của mình chạy hết cái vườn chôm chôm đây của mình sẽ được là 13 mét và bông hậu với toàn bộ ra là 17.900 mét vuông, là gần 18.000 luôn nha quý cô chú anh chị. Thì ở đây chủ nhà của mình bán hết chỉ có 73 triệu trên 1.000 mét vuông. Thì với 17.900 mét vuông là gần 1 hecta 8 luôn đó cả nhà. Thanh nói nhầm thì có gì cả nhà sẽ thông cảm giúp em ha. Có nghĩa là gần 1 hecta 8 đất mà chủ nhà bán hết chỉ có 1 tỷ 300 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị của mình. Đó thì đến đây sẽ hết 13 mét mặt tiền của mình và hướng lô đất Thanh đang quay ở đây sẽ là hướng đông bắc nha quý cô chú anh chị. Đó thì bây giờ Thanh sẽ tiếp tục di chuyển vào trong nhà cũng như là di chuyển ra đường sau để cho quý cô chú anh chị mình cùng nắm bắt hết được. Trên mảnh đất của mình thì sẽ có căn nhà, cáp điện wifi cũng như là giếng nước đầy đủ hết rồi. Cả nhà mình là mua vào là có thể ở và sinh hoạt được liền. Còn đường của mình ở đây là đường phun hồng thổ cư, xe ô tô di chuyển thoải mái, cáp điện wifi đầy đủ. Tính từ vị trí mà Thanh đang di chuyển ở đây để di chuyển ra ngay quốc lộ đường DT thì cả nhà cũng đã theo dõi qua với Thanh là cực kỳ gần quý cô chú anh chị mình. Còn con đường cặp hông đây của mình là con đường đi chung, không có thể hiện trong sổ của mình mà di chuyển vào các hộ dân lân cận ha cả nhà. Đây là căn nhà của mình nha, có nằm ở trên đất luôn. Thì tí nữa Thanh sẽ di chuyển vào trong căn nhà để quay cho quý cô chú anh chị cùng theo dõi với em luôn. Thanh đang di chuyển dọc đây cho cả nhà cùng xem ha. Hay cả nhà vào trong nhà xem trước với em đi, rồi em sẽ đi ra đường sau luôn thì đỡ mất thời gian của quý cô chú anh chị của mình. Đây, nhà của mình ở đây thì cũng là nhà đơn giản thôi. Thì quý cô chú anh chị mình lên sẽ có nhà cửa ở liền. Nhà của mình nền ở đây là nền lát bằng xi măng. Ở đây xung quanh thì cũng được xây tô ốp đầy đủ. Hai bên của mình cũng có cửa sổ thông thoáng. Ở trên cũng có lợp trần để chống nóng lên nhé cả nhà. Đó, bây giờ thì mình di chuyển vào trong nhà xíu ha. Đây, nhà cửa của mình ở đây. Ở đây là cái không gian sinh hoạt ở dưới, phòng ngủ, nhà tắm. Đây là anh chị chủ đang ăn cơm nha. Đó, đây em chỉ quay sơ lược thôi nhé quý cô chú anh chị mình. Đó, đây là nhà. Nói chung là khi mà mình tới một mảnh đất nhà vườn đã sẵn có nhà cửa, cáp điện riêng biệt cũng như giếng nước để mình ở và sinh hoạt thì em thấy rất chi là phù hợp để cả nhà mình có thể sở hữu được một lô đất mặt tiền sáng nhựa nằm tại vị trí là ấp Sóc Nê, nhà vườn cây ăn trái thì chỉ có 73 triệu trên 1.000 mét vuông thôi quý cô chú anh chị mình. Đó, thì bây giờ em sẽ di chuyển ra đường sau để cả nhà cùng theo dõi với em nha. Đây là cái đường mà sẽ chạy thẳng hết toàn bộ diện tích đất của mình. Còn bên hông của mình đây là vườn cây chôm chôm. Như Thanh vừa nói là có 70 tới 80 gốc đó quý cô chú anh chị. Còn đường đây của mình chạy thẳng xuống thì cái cạnh mà ngắn nhất của mình cũng có tới là chiều dài ấy nha cả nhà. Chiều dài của mình ở đây cũng dài lắm. Đó. Dạ thì trong thời gian Thanh quay và giới thiệu quý cô chú anh chị thấy mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay đây phù hợp thì liên hệ cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin sổ sách cho cả nhà cùng theo dõi với em. Giếng của mình ở đây là giếng khoan nha quý cô chú anh chị. Đường sau đây của mình là có trồng mít luôn nè. Mít bơ nhưng mà có vẻ là chủ nhà mình không chăm nên là vườn cây của mình cũng hơi sơ sát quý cô chú anh chị mình. À, chủ nhà đang dọn đốt luôn này, có cả khói bốc lên luôn. Và vị trí lô đất Thanh đang quay ở đây nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động là 150 km.
Bình Dương di chuyển lên sẽ là 110 km, và gần hơn nữa là Bình Dương Đồng Xoài dao động khoảng 70 tới 75 km thôi cả nhà. Bây giờ là Thanh đang di chuyển cái mặt, đây là cái con đường không thể hiện trong sổ. Còn từ đây hát vào với là đất của mình, đất của mình nở hậu ra như sổ, thì tí nữa Thanh sẽ quay cho cả nhà cùng xem hình sổ với em nha. Đó, đường điện cáp wifi này, đường đi vào trong đây của mình là còn rất nhiều hộ dân nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì trong thời gian Thanh quay và giới thiệu cả nhà thấy cái mảnh đất nhà vườn Thanh đang quay đây phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho Thanh để mình sở hữu được một lô đất đẹp rẻ chủ nhà gửi bên tụi em quay bán. Thì tới đây là hết cái ranh giới đất của mình, và đi sang bên đây đất của mình sẽ nở ra cái phía sau đây nha quý cô chú anh chị. Từ nhà của mình xuống này là vườn chôm chôm, kế tiếp là vườn mít, xong di chuyển sang góc bên đây sẽ là vườn điều. Mít này là do chủ nhà của mình không chăm á, nếu mà chăm lên thì cực kỳ là đẹp luôn quý cô chú anh chị mình. Phần chất đất của mình ở đây thì đất thì có cả màu đỏ luôn cả nhà, nhưng mà có cả đá nhỏ luôn nha. Đó cả nhà cùng xem nè. Đó đây, vườn đây của mình là có trồng trái cây chôm chôm, cả nhà mình nhìn kìa, là để cho mít coi như là không chăm luôn á. Thì bây giờ là mình mua, mình xác định là mình về mình sẽ chăm, nhưng mà với một lô đất chỉ có 73 triệu trên một công thôi, là một sào đất ý, thì Thanh thấy rất chi là rẻ để quay cho cả nhà cùng theo dõi với em. Đây ha quý cô chú anh chị, là Thanh đã di chuyển tới cái vườn trái cây cho cả nhà cùng theo dõi này. Bây giờ thì Thanh sẽ nói cái vấn đề sổ để cho cả nhà mình cùng nắm bắt hết được với em. Ngay cái vị trí mà vườn chôm chôm Thanh đang quay ở đây, trực tiếp của mình là mặt tiền lộ nhựa, khu dân cư cũng như cáp điện wifi là đầy đủ. Nhưng mà sổ của mình là sổ từ năm 2014, lúc đó hình thức sử dụng là đất trồng cây lúa nước và có dịp lên được cây lâu năm đó. Nhưng mà chủ nhà của mình đã không có lên. Đó, và bây giờ hình thức sử dụng tổng trong cái sổ của mình 1 hecta vẫn là đất trồng cây lúa, cũng đồng thời là cái mặt tiền lộ nhựa cũng như nhà và vườn cây của mình là đang sở hữu. Còn tiếp tục cái vườn điều bên đây của mình là sẽ hơn 6.000 m², cụ thể sẽ là 6.400 m², thì đã là cây lâu năm. Thì mình mua bán ở đây sẽ gồm là 2 sổ, một sổ của mình là đất trồng cây lúa và một sổ của mình là đất trồng cây lâu năm. Thì tổng diện tích 2 sổ của mình sẽ được là 17.900 m², và chủ nhà bán hết 73 triệu trên một sào, thì toàn bộ mình nhân lên sẽ vào là 1.300.000.000, chủ nhà bao toàn bộ pháp lý cho quý cô chú anh chị của mình. Đó, thì do diện tích rộng là cả nhà sẽ quan sát được ở đây ha. Chỗ này thì là cây cối là chủ nhà để chết hết rồi cả nhà. Mình xác định là mình mua ở đây sẽ có chôm chôm này và điều. Còn mít ở đây của mình là mình phải chăm sóc lại. Có những cây đang còn sống thì trái rất chi là đều và đẹp như thế này luôn. Đó. Dạ thì do diện tích là tương đối rộng thì cả nhà sẽ quan sát tương đối giúp em ha. Còn cả nhà mình mà muốn cụ thể hơn thì Thanh rất mong sẽ liên hệ cũng như là kết bạn Zalo với 2 số điện thoại của em là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh có thể là gửi thông tin sổ sách để cả nhà mình cùng hiểu rõ hơn. Và cần thiết thì Thanh sẽ gửi vị trí cho cả nhà mình cùng xem. Và Thanh rất mong, Thanh sẽ nhấn mạnh cái này này cả nhà. Em biết Thanh sẽ nói ra nó hơi mắc tế nhị một xíu. Cái vị trí ở đây là Thanh sẽ gửi tương đối, vì có khi cả nhà phải thông cảm, vì trong cái nghề của Thanh thì nếu gửi trực tiếp anh chị em mình mà làm đúng thì tụi em không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như mà tụi em gửi vị trí mà anh chị em mình chưa làm đúng thì tụi em sẽ bị ảnh hưởng nha cả nhà. Đó thì Thanh sẽ nói thẳng luôn, cả nhà có buồn thì Thanh cũng dáng chịu nè. Nhưng mà Thanh sẽ đề cập luôn để tránh anh em mình không có hiểu lầm nhau luôn. Đó, còn như đảm bảo hình ảnh video sổ sách thì chắc chắn và cũng như là hoàn toàn là thực tế. Giá là của chính chủ, sổ cũng của chủ luôn quý cô chú anh chị. Và trong quá trình mua bán thì mình sẽ có địa chính tới đo đạc, cắm mốc, cắm danh để đảm bảo toàn bộ diện tích. Thanh quay và giới thiệu ở đây là thực tế, cũng như là giá cả là không kê, không ảo nha quý cô chú anh chị mình. Đó, bây giờ là em di chuyển cái đường đất ở bên hông. Còn bây giờ là em đang đi thẳng lên cái vườn chôm chôm đầu tiên mà Thanh quay cho cả nhà mình cùng theo dõi với em. Đây là cái bên hông nhà mà lúc nãy Thanh có di chuyển quay vào ha.
thì toàn bộ cái diện tích mà Thanh quay ở đây, cả nhà đón nhận được video của Thanh thì có thể cho em một nốt like, một nốt đăng ký, cũng như nhấn một nốt chuông để em được sự động lực, khích lệ từ quý cô chú anh chị mình. Thì với một sản phẩm nhà vườn cây ăn trái, mặt tiền lộ nhựa, giếng khoan, cáp điện wifi là đầy đủ. Và với một lô đất cách chợ trung tâm trường chợ Trạm cực kỳ gần thì em thấy sẽ là phù hợp để quay cho cả nhà mình cùng tham khảo. Còn nãy giờ Thanh cũng di chuyển từ trong ra ngoài, cũng như hết toàn bộ diện tích của mảnh đất nhà vườn rồi. Thì đến đây em xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của em nha.